Chào mọi người nha. Hôm nay là ngày 23 tháng 12. Mình có một số hàng mini sâm trái này. Trên này có 3 cây sâm núi trái, cây tầm trung, mini tầm trung nha. Và một số cây hàng mini để bàn. Những cây này thì giá bình dân, thì giá vài trăm. Thì mấy cây này thì giá hàng thuần, giá cũng hơi cao. Những cây này thì mọi người có thể đặt trưng bàn để chơi Tết. Cái này nó cũng dạng tương đối là thành phẩm 70% nha. Chưa hoàn thiện 100% nhưng cũng được 70. Và có thể chơi được rồi. Mấy cái cốt sâm trái này rất là già. Và những hàng mini thì giá trên dưới 300. Hàng Hải Châu và sâm trái. Và sắp tới thì mình đang vào chậu một số cây Hải Châu mini. Thì mọi người đăng ký kênh theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Mấy cái hàng này mình bán cũng giá vài trăm rồi. Hàng đã đi ngoài nước dây hết. Mình đã lên chậu và đắp rêu. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Mình giao lưu hàng Hải Châu mini này. Hàng mini là rất là nhiều. Và còn một số mình nhập về. Cái này thì mình chưa vào chậu. Thì khi nào có thời gian mình sẽ vào chậu. Những hàng Hải Châu này đều là toàn bộ là Hải Châu gành nha. Hàng gành lá đẹp. Mình thì sưu tập hàng kiến chọn những cái mà lá dòng lá đẹp thì mình sưu tầm về. Đa số là dòng lá đẹp lá rí thôi nha. Hải Châu lá đẹp thôi. Đây, dòng lá. Tất cả các cây trong này đều là Hải Châu hàng gành. Hàng gành thì bây giờ ngồi tự nhiên kiếm mình đi tìm rất là khó. Mình cũng may mắn là sưu tập nguyên một lô này toàn là Hải Châu hàng gành, dòng lá đẹp nhất trong các dòng Hải Châu. Những cây trong này đều là có hai cây Hải Châu đều là hàng gành nha. Thì cây đầu tiên, cây mini bàn trà, cái này chậu nằm chậu 16. Cao lên 22, thân thì bằng ngón tay cái. Hàng mini này rễ thì đã ra khỏi chậu rồi. Cây như này thì đã chơi được rồi, mình mới bấm tỉa lại lá. Hàng gành nha, Hải Châu gành thì mình nhìn vào đường thân của nó thì mình đã phân biệt ra rồi. Và lá thì rất là đẹp, lá kích thước bé. Mấy cái này quả tròn, quả chín sáng màu. Cây mini đầu tiên. Cái này thì 500 bao ship nha. Giá 500, mức giá bình dân này. Một cây thuần chậu này có thể chơi cầm đi cà phê. Đây, giá 500. Cây số 1 này. Cây Hải Châu mã số 1, giá 500 bao ship. Tiếp theo là cây Hải Châu mã số 2. Cây này cũng là cây Hải Châu gành nè. Cây này giá cũng 500 bao ship. Để mình sẽ đo kích thước cây này. Cây có hoành nè, tại vị trí là 27. Chiều cao lên là 30. Tán ngang là 36. Chậu, chiều cao chậu là 19. Chậu lục giác 20. Cái phần này là phần lũa. Mọi người có thể để nguyên rinh để chơi cũng hay. Hoặc là đánh lũa bôi màu lũa vào. Dòng lá đẹp. Giá 500, cây Hải Châu mã số 2. Cây này thì có thể đặt bàn trà ngồi chơi cũng được rồi. Mình chơi cũng tạm rồi. Cây số 2 500, cây Hải Châu. Và cây số 3 là cây sâm lưới trái. Cây này thì đã có trái rồi. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì trái nó khô trên cây rồi. Chiều cao chậu là 18. Miệng chậu là 15. Cao cây là 17. Chiều độ xuống là 30. Cây số 3, cây sâm núi trái. Mình giao lưu mọi người là 400 bao ship. Chậu Phúc Lộc Thọ rất là đẹp. Chậu Phúc Lộc Thọ nè. Và vẫn còn trái này. Và cây sâm núi trái mã số 3, giá 400 bao ship. Cây này thì đã có thể chơi được này.
mình chơi tạm rồi, đặt bàn làm việc, bàn cà phê, giá 400, chậu cũng giá trị, chậu đẹp nè. Ở cây số 4, cây sam trái, cây này thì tạm ổn rồi, mọi người nuôi thêm nha, giá 280 bao ship. Trái thì cũng đã khô chín trên cây, ngày khô rồi. Vẫn còn trái nè. Chiều cao đến miệng chùm là 28. Chiều đổ cây là 32. Thân nó thì bằng ngón tay. Thân bằng ngón tay, giá 280, cây số 4, cây sam trái số 4. Cây vào chùm rượu cần. Cây số 5 giá cũng tương tự là 280 nha. 280 giá đã bao gồm phí ship. Thân thì lớn hơn ngón tay một tí. Có rễ đế quái. Cây này cũng là sam trái nha. Giá 280, cây sam trái mã số 5. Chùm nó cũng cao 28 nè. Rồi từ miệng chùm lên cây là cao 20. Chiều độ xuống là 35. Mấy bánh tàng này mình mới quạt lá nên nhìn cũng hơi thưa. Một cây sam trái mã số 5, giá 280. Tiếp tục thì mình sẽ giao lưu hàng 3 cây lớn này. 3 cây sam trái. Sam trái xù. Thì cây số 6, cây này có chiều cao lên là 30, chiều bay ngang là 60, tổng tàn ngang là 60, cao lên là 30. Hoành chỗ này thì tầm hơn 30 nha, hoành bề đây hơn 30, hoành thân này tầm 12. Này, cây cắt chỗ nào thì nó xù lên chỗ đó nha, sam trái xù nha, nụ xù nha. Tay cành thì đã nuôi to rồi, mấy tay cành mình nuôi to già hết rồi, cây rất là già. Trái quần sốt này mình mới bấm lại tàn cho dễ nhìn. Mình sẽ đo kích thước chậu nha. Cái đây nằm chậu, miệng chậu là 27, chiều cao chậu là 22. Cái này mình giao lưu mọi người là 2 triệu bao ship nha. Giá 2 triệu bao ship, cây sam trái đu xù. 3 cây này đều là cây sam trái xù hết nha. Cắt chỗ nào thì nó sẽ xù lên chỗ đó, dòng đu xù. Tay cành thì nuôi to hết. Cái này thì đã nuôi lâu. Thân lắc quái, bay rất là tự nhiên. Giá 2 triệu cây sam trái mã số 6, nằm chậu cũng giá trị. Cây số 7, giá cây này thì mình giao lưu mọi người là 2 triệu 2, giá thì đã bao gồm phí ship. Cây này cốt rất là to luôn, hoành chỗ này thì tầm 16 nha, hoành trên này 14 nè, hoành trên này là 14, hoành eo nhỏ là 14, hoành dưới này 16 17 đó. Chiều cao lên là 33, chiều ngang là 50. Giá 2 triệu 2, cây sam trái mã số 7. Cây đang nằm chậu cao 17, miệng chậu là 30. Cây sam trái mã số 7 giá 2 triệu 2. Tay cành thì mình đã nuôi lâu, tay cành nuôi to này. Cây rất là già. Đặc biệt nó là dòng sam trái xù, thì mọi người cắt chỗ nào thì nó xù chỗ đó. Giá này cũng hợp lý, giá bình dân, mọi người dễ sưu tầm. Cây số 7. Và cây cuối cùng là cây số 8. Cây thả cành rơi rất là hay, xù thân khắp rồi, xù khắp thân này, rất là già. Cây có hoành tại vị trí này là 20 nha. Cây cốt rất là to, hoành 20. Đây.
Đây cành lắc đẹp. Chiều cao lên là 39, tán là 45. Cái này mình giao lưu một người là cũng 2,2 triệu luôn á, 2,2 triệu bao ship. Cốt to nha, cốt là 20. Cây sâm trái già. Mình sẽ đo kích thước chậu này. Cái này chậu cao lên 12. Miệng chậu tầm 30-32, miệng chậu 32. Cái này là mình cố tình lên chậu mỏng và đắp mô đất lên thì nó vừa tạo thẩm mỹ, vừa mình tăng lên, mình ăn gian lên phần đất để nuôi cây. Cái mô đất nó lên cao thì nó nhìn cây nó đẹp. Là cây cuối cùng, giá 2,2 triệu, cây cốt to già. Tay rớt này rất là đẹp, và co đẹp. Chất cây già nha. Tất cả đều là sam núi trái. Ba cây trên này đều là ba cây sam núi trái xù. Mọi người chốt thì cứ liên hệ số điện thoại mình ghi phía góc màn hình và mình sẽ quay lại sơ lại một vòng. Cái này 2,2 triệu, giá hợp lý. Cái này cũng 2,2 triệu, giá rất là hợp lý. Mình thì đã vào sẵn chậu, hàng cũng không mấy là cao cấp nhưng mà hàng cũng đẹp nha. Hàng này cũng có giá trị thì mọi người sẵn chậu chơi luôn, không cần phải thay chậu. Mình cũng dừng video tại đây nha. Mấy ngày nay trời cũng mưa gió nên mình cũng không có video nhiều. Mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Sắp tới mình sẽ lên hàng mini này, hàng hải châu nha. Tất cả các cây hải châu này đều là hải châu gành lá đẹp hết. Rồi, mình xin dừng video tại đây. Mọi người nhớ like, đăng ký và chia sẻ kênh giúp mình.